Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 12, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thành ủy Lào Cai về thực hiện nghị quyết 06 của tỉnh ủy về phát triển thành phố Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, kết luận số 197 của Thường trực tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết 06 và kết luận 197 của Tỉnh ủy, Thành ủy Lào Cai đã ban hành chương trình hành động xác định 12 mục tiêu và 8 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là trong năm 2017, doanh thu thương mại dịch vụ du lịch đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lượng du khách đến với thành phố đạt 1,7 triệu lượt, tăng 36% so với năm 2016. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 năm 2017 đạt gần 1.150 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố chỉ đạo tập trung triển khai dự án ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu. Đối với phát triển đô thị, triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, đảm bảo kết nối với khu kinh tế cửa khẩu và các khu chức năng. Thành ủy cũng triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt quản lý đất đai và trật tự đô thị. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục được quan tâm, quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Đối với việc thực hiện các tiêu chí của đô thị loại 1, thành phố đề nghị tỉnh có chính sách thu hút nhằm tăng quy mô dân số, đầu tư phát triển về quy mô và số lượng các công trình công cộng, hạ tầng xã hội, có cơ chế đặc thù đối với các dự án. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung liên quan tới cơ chế chính sách về phát triển kinh tế xã hội, du lịch, văn hóa, vấn đề về quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, quản lý đất đai. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tính chủ động của thành phố trong triển khai thực hiện nghị quyết 06 về phát triển thành phố giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu của nghị quyết 06, nhất là lộ trình xây dựng đô thị loại 1, thành phố cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, ở mức cao hơn trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát triển, bên cạnh tính chủ động, phát huy tốt nội lực, thành phố cần có bước đi cách làm sáng tạo, tăng cường cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy quản lý. Đặc biệt là phải thay đổi tư duy trong quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền, cũng như những chỉ đạo đúng tầm, đảm bảo cho thành phố phát triển bền vững. Đối với những kiến nghị của thành phố Lào Cai, về cơ bản tỉnh nhất trí, đặc biệt là đồng ý về cơ chế đặc thù cho thành phố, tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền theo đúng nghĩa, phù hợp với sự phát triển của thành phố trong tương lai. Về việc thực hiện các tiêu chí của đô thị loại 1, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình xây dựng thành phố, cần sớm rà soát trên từng tiêu chí cụ thể để có giải pháp tổ chức triển khai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. Với chủ đề vì lợi ích đoàn viên năm 2017, các cấp công đoàn Lào Cai đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp, quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên chức người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công chương trình Tết Sum Vầy năm 2017. 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ với số tiền 250 triệu đồng, tặng 450 vé xe trị giá 60 triệu đồng cho công nhân viên chức người lao động về quê ăn Tết. Trong năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hỗ trợ cho 21 hộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 suất quà hỗ trợ 11 gia đình công nhân lao động làm nhà, sửa nhà máy ấm công đoàn. Trong năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động và vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2017 đã có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên 15 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017, các cấp công đoàn đã tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội thứ 16 Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối cho 2 tập thể, cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 4 tập thể, cờ thi đua chuyên đề cho 4 đơn vị, 14 tập thể và 12 cá nhân cũng được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2017.
Đoàn khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện nghiên cứu xây dựng được một số mô hình cách làm sáng tạo trong hoạt động đoàn như mô hình phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật, mô hình các câu lạc bộ kỹ năng, mô hình nhật ký thanh niên làm theo lời Bác. Ngoài ra, đoàn khối còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn và công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong năm đã kết nạp được hơn 500 thanh niên ưu tú vào tổ chức đoàn, giới thiệu gần 200 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có hơn 100 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên trẻ sinh hoạt trong toàn khối lên 711 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay tại cơ sở đoàn, từ đó đề ra các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp và nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đổi mới phương thức thực hiện các nội dung, phong trào thông qua hoạt động gắn với thực tiễn, không ngừng củng cố tổ chức đoàn và nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2017 đã được đoàn khối khen thưởng. Hạt Kiểm Lâm huyện Bảo Yên vừa tổ chức bàn giao cá thể mèo rừng cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cứu chữa trả về với tự nhiên. Cá thể mèo rừng có trọng lượng 1,5 kg do anh Vàng Xeo Sàng, bản 9 Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên giao nộp. Được biết, nhà anh Sàng có một chuồng gà thường xuyên bị mất trộm với số lượng ít, nghi là do động vật ăn thịt nên gia đình anh đã đặt bẫy. Đến ngày 26 tháng 12 thì đã bẫy được cá thể mèo rừng, anh đã mang đến ban công an xã để giao nộp. Đây là việc làm cần thiết để mọi người cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã nhằm duy trì và bảo tồn loài một cách tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, một trong những xã còn gặp không ít khó khăn, vậy nhưng đã sớm được đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ đầu năm 2017. Kết quả này thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Và ông Nguyễn Xuân Khoan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Yên Trung, là một trong những hạt nhân thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn ở mỗi hộ gia đình trong từng người dân. Trường tiểu học Khánh Yên Trung, một ngôi trường khang trang sạch đẹp với khuôn viên rộng rãi. Đây chính là môi trường lý tưởng để thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững chuẩn mức độ 2 nơi địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn. Có được kết quả này, cùng với sự quan tâm của nhà nước, còn có sự đóng góp lớn của Mặt trận Tổ quốc địa phương trong công tác xã hội hóa giáo dục. Ba trường, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở này đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó trường mầm non và trường tiểu học là đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Có được cái thành tích như trên thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chính trị trong địa phương xã thì luôn luôn là phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tuyên truyền cùng với nhà trường, tuyên truyền từ thôn bản, từ các cuộc họp thôn bản cho đến các cái cuộc họp phụ huynh học sinh trong trường từ đầu năm học và đến cuối kỳ học cuối năm. Để có được môi trường giáo dục tốt như hiện nay, bản thân ông Nguyễn Xuân Khoan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã ứng tiền mặt công xây dựng với tổng trị giá 400 triệu đồng để giúp 3 trường học trên địa bàn xây công trình phụ, hàng rào khuôn viên. Không chỉ chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ông luôn là người tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, đóng góp tiền bạc, công sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thế trong cái công tác vận động thì gia đình tôi cũng nói chung là cái xã hội hóa giáo dục mà cũng như là về để đảm bảo cái về đích nông thôn mới, rồi cũng là xã hội hóa giáo dục cho 3 trường. Thì với cái tinh thần là gia đình tôi phải bỏ tiền ra trước, sau đó là chúng tôi vận động nhân dân. Đấy, biết được cái hiệu quả làm được rồi mà mặt trận chúng tôi bỏ là vận động và chúng tôi bỏ công bỏ vốn ra để làm xong là vận động nhân dân đóng góp. Đấy, coi trong vòng 5 năm thì mới trả lại được cái vốn cho gia đình của tôi. Từ sự gương mẫu đi đầu của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã đã khơi dậy phong trào thi đua rộng khắp các thôn bản cùng góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm này, nhân dân toàn xã đã hiến 123.000 m² đất, dỡ bỏ và chuyển dịch gần 3.000 m² hàng rào, đóng góp hơn 15.000 ngày công lao động, xây nhà văn hóa, đổ 15,5 km đường bê tông, đạt tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Tức là mọi công dân ở Khánh Trung đây, nhất là nói riêng là cái thôn đến ba, mà nói là bà con đây rất là ủng hộ trong cái phong trào nông thôn mới. Đấy, ai có đất ở gần đường thì hiến đất để làm đường. Thế bản thân tôi thì có một cái tí đất ở đây thì cũng gọi là bán, nhưng mà bán theo cái tinh thần là vừa bán vừa cho để ủng hộ làm cái nhà văn hóa cộng đồng.
Nhờ phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, Khánh Yên Trung trở thành điểm sáng trong cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Bản thân ông Nguyễn Xuân Khoan đã được vinh dự đón nhận bằng khen do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng. Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, kết quả triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2016 cho thấy, ngành y tế của tỉnh đã giám sát thường xuyên, định kỳ các vùng có nguy cơ bùng phát dịch, thành lập đội phòng chống dịch bệnh ở các cấp. Trong những năm qua, dịch bệnh thường xuyên xuất hiện với nhiều dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, trong đó có dịch viêm não xuất hiện ở Bảo Thắng, Mường Khương. Ngành y tế tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, huy động lực lượng khống chế dịch bệnh. Công tác tuyên truyền vận động thực hiện xây dựng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào. Trong giai đoạn 2017-2021, Sở Y tế tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục duy trì phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường sự hiểu biết của người dân, huy động sự tham gia của cộng đồng. Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân về nâng cao sức khỏe, đặc biệt là về vệ sinh môi trường nông thôn để nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực chủ động tham gia phong trào. Chiều ngày 29 tháng 12, chi nhánh Viettel Lào Cai đã tổ chức chương trình trao niềm tin, nghìn may mắn nhằm tri ân khách hàng đã sử dụng dịch vụ của đơn vị trong suốt những năm qua. Với triết lý kinh doanh gắn liền cùng trách nhiệm xã hội, bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng, thì Viettel còn thực hiện được nhiều hoạt động xã hội từ thiện nhằm tri ân cộng đồng. Tiêu biểu như chương trình trao bò cho đồng bào biên giới, chương trình trái tim cho em, chương trình đưa Internet miễn phí đến trường học. Trong năm 2017, Viettel Lào Cai cũng phối hợp với một số cơ quan, đoàn thể, tổ chức thành công chương trình Vì em hiếu học, áo ấm em đến trường, trao 1.200 suất học bổng, 1.000 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tại lễ tri ân, Viettel Lào Cai cũng đã trao 300 bộ sách cho Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai để dành tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Để tri ân khách hàng có mặt tại buổi lễ, Viettel đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với trị giá lên đến gần 40 triệu đồng. Theo thống kê của ngành y tế, tỷ lệ giới tính khi sinh tại Lào Cai là 118 bé trai trên 100 bé gái. Như vậy, tỷ lệ giới tính khi sinh vẫn đang ở mức mất cân bằng. Thống kê từ ngành y tế tỉnh Lào Cai cho thấy, trong tổng số gần 8.300 trẻ mới sinh trong năm 2017, số bé gái là gần 3.800. Như vậy, tỷ số giới tính khi sinh tại Lào Cai là 118 bé trai trên 100 bé gái. Đây là mức chênh lệch tỷ lệ giới tính khá cao. Nguyên nhân của tình trạng này là do quan niệm, suy nghĩ của một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng muốn có con trai, dẫn đến chưa chấp hành đúng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Được biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân, tập trung vào nhóm đối tượng ưu tiên, đồng thời triển khai đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, phường có tỷ số giới tính khi sinh cao, song kết quả vẫn chưa như mong muốn. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Ngay trong ngày ra quân đầu tiên, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành kiểm tra 96 trường hợp, lập biên bản xử phạt 6 xe mô tô, 1 ô tô, tước 7 giấy phép lái xe. Trong số này có nhiều trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhằm từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những tác hại, hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển xe, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm để giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.